huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, kết nối với thành phố Gạch Giá, chỉ duy nhất tuyến đường quốc lộ 80. Các điểm nóng thường xuyên kẹt xe tại cầu số 2, cầu chợ Mỹ Lâm, tuyến đường quốc lộ 80 nhỏ hẹp, lưu lượng xe lưu thông ngày càng đông. Hiện tại dự án đường ven biển Gạch Giá Hòn Đất đang được đầu tư xây dựng sẽ giảm tải cho đường quốc lộ 80. Hình ảnh tiến độ xây dựng đường ven biển Gạch Giá Hòn Đất tháng 4 năm 2024 như thế nào, xin mời các bạn xem nội dung chính của video. Nhìn trên bản đồ thì tuyến đường ven biển Gạch Giá Hòn Đất bắt đầu từ cầu số 2, phường Vĩnh Quang, kết thúc tại núi Hòn Me, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, sẽ kết nối đường ven biển Hòn Đất đi Kiên Lương. Trên tuyến đường có cây cầu Vàm Găng, đây là cây cầu lớn nhất đang được triển khai xây dựng. Đường này sẽ chạy song song với đường quốc lộ 80. Vì thế, nhiều cây cầu trên tuyến đường ven biển sẽ có tên trùng với các cây cầu trên tuyến đường quốc lộ 80. Điển hình như cầu số 2, cầu Thần Nông, cầu Thầy Xếp, cầu số 3, cầu Tà Manh, cầu Tà Hem, cầu Vàm Găng. Hình ảnh các bạn đang xem là điểm đầu tại cầu số 2. Vị trí này sẽ kết nối các đường 3 tháng 2, đường Nguyễn Thái Bình, đường Võ Trường Toản. Cập nhật tiến độ dự án đường ven biển Gạch Giá Hòn Đất. Về phần đường thì nhà thầu đã hoàn thiện giai đoạn cán đá láng nhựa, xe ô tô, xe máy đã chạy trên tuyến đường. Thành phố Gạch Giá có dự án nâng cấp mở rộng đường Võ Trường Toản. Tuyến đường Võ Trường Toản làm xong thì khu vực phường Vĩnh Quang sẽ phát triển hơn nữa. Xây dựng cầu Vàm Găng, thị trấn Sóc Sơn. Về phần cầu thì vẫn đang trong quá trình thi công cầu Vàm Găng vượt kênh Vàm Găng. Cầu này quy mô có đến 9 nhịp, là cây cầu lớn nhất trên tuyến đường ven biển. Tiến độ xây dựng cầu Vàm Găng theo cá nhân mình quan sát trên công trường có vẻ thi công chậm. Các trụ cầu đang được xây dựng, tiến độ thực tế như thế này thì chắc phải đợi thêm vài tháng mới đến giai đoạn lau lắp dầm. Xong cây cầu này thì đường ven biển Gạch Giá đến Hòn Đất có thể chạy thông xe toàn bộ tuyến đường. Cầu Vàm Găng này nằm đoạn giữa tuyến đường từ cầu đến núi Hòn Me khoảng 10 km. Các cây cầu còn lại đã hoàn thiện, nhà thầu cũng đã lắp biển báo giao thông, thảm bê tông nhựa mặt cầu. Đường ven biển Hòn Đất Gạch Giá hoàn thành thì các xe chạy từ xã Linh Quỳnh, xã Thổ Sơn đi về thành phố Gạch Giá nhanh hơn đường quốc lộ 80. Còn bây giờ tôi sẽ quay hình ảnh mới nhất trên tuyến đường từ điểm đầu tại cầu số 2 đến cầu Vàm Găng. Các biển báo giao thông, hệ thống chiếu sáng đã được lắp đặt xong, xe máy có thể chạy từ xã Thổ Sơn, xã Sơn Bình, thị trấn Sóc Sơn về đến thành phố Gạch Giá. Còn xe ô tô không đi được vì cầu Vàm Găng chưa xây dựng xong. Các xe tập lái thường xuyên lựa chọn con đường này làm nơi lái xe vì đường còn vắng, ít xe lưu thông. Trục đường quốc lộ 80 kết nối thành phố Gạch Giá đi huyện Hòn Đất, huyện Kiên Lương đến thành phố Hà Tiên. Hai thành phố kết nối với nhau chỉ duy nhất con đường quốc lộ 80. Sau này sẽ thêm tuyến đường ven biển Gạch Giá Hòn Đất Kiên Lương. Quốc lộ 80 hiện đang là đường cấp 3 đồng bằng, mặt đường nhỏ hẹp, chỉ rộng 9m, có đoạn mặt đường gồ ghề, tình trạng lưu lượng phương tiện giao thông tham gia ngày càng đông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Tuyến đường ven biển hết sức quan trọng và cần thiết nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển của tỉnh Kiên Giang, hình thành không gian phát triển mới, nhất là tiềm năng để thành phố Gạch Giá phát triển ngành du lịch trong tương lai. Tuyến đường ven biển Gạch Giá Hòn Đất còn tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu nạn cứu hộ, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, ngăn chặn xâm nhập mặn, củng cố quốc phòng an ninh. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã cân đối nguồn vốn và đã triển khai xây dựng hoàn thành đoạn từ cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến xã Bình An của huyện Kiên Lương, hay nói cách khác là mở rộng đường quốc lộ 80 từ Hà Tiên đến khu phố Ba Hòn của thị trấn Kiên Lương và từ khu phố Ba Hòn đến xã Bình An của huyện Kiên Lương là đi trùng với đường tỉnh 971. Đang triển khai đồng bộ 3 dự án thuộc 3 đoạn Châu Thành Gạch Giá, Gạch Giá Hòn Đất và Hòn Đất Kiên Lương, trong đó đoạn Gạch Giá Hòn Đất dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Quy mô xây dựng đường ven biển Gạch Giá Hòn Đất dài 21 km, mặt đường rộng 11m, vốn đầu tư xây dựng trên 500 tỷ đồng. Hai đoạn đường ven biển Hòn Đất Gạch Giá và Gạch Giá Châu Thành xây dựng xong sẽ hình thành trục đường mới kết nối từ vùng biệt thứ về đến xứ Hòn. Xin mời các bạn tiếp tục xem hình ảnh đường ven biển Gạch Giá Hòn Đất. Trong video sau, tôi sẽ cập nhật tiến độ xây dựng đường ven biển Hòn Đất Kiên Lương gửi đến các bạn.